Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Có 500 triệu đồng nên mua Mazda 2 hay Mitsubishi Electric? Với tầm giá 500 triệu đồng, Mazda 2 và Mitsubishi Electric là hai sự lựa chọn được nhiều người cân nhắc khi chọn xe cho gia đình làm phương tiện ô tô đi lại. Mazda 2 và Mitsubishi Electric là hai dòng xe trang bị số tự động, mức giá bán từ 500 triệu đồng. Chính vì vậy, khi đi vào sự lựa chọn, nhiều người thường có băn khoăn nên chọn mẫu xe nào trong hai dòng xe cùng phân khúc trên. Mitsubishi Electric có kích thước tổng thể 4245, 1670 và 1515mm, chiều dài cơ sở 2550mm, khoảng sáng gầm xe 170mm. Xe được trang bị động cơ xăng 1,2 lít, công suất 78 mã lực và mô men xoắn 100 Nm. Hộp số vô cấp CVT, mức tiêu hao nhiên liệu 4,9 lít cho 100 km. Phiên bản Electric 1.2 CVT Eco 470 triệu đồng và Electric 1.2 CVT 500 triệu đồng. Dù nằm trong phân khúc xe sedan hạng B, nhưng Mitsubishi Electric chỉ được trang bị động cơ 1,2 lít tương đương với Kia Morning và Grand i10. Ưu điểm của Electric đến từ thương hiệu xe Nhật nhập khẩu Thái Lan, kiểu dáng hợp mắt. Xe phù hợp với những khách hàng cần một chiếc sedan rộng rãi, gầm cao, di chuyển linh hoạt để đi lại trong phố. Còn Mazda 2 sở hữu kích thước tổng thể 4320, 1695 và 1470mm, chiều dài cơ sở 2570mm, khoảng sáng gầm xe 143mm. Xe được trang bị động cơ xăng 1,5 lít, công suất 109 mã lực, mô men xoắn 141Nm, số tự động 6 cấp. Mazda 2 1.5 AT có giá 499 triệu đồng. Sở hữu kiểu dáng thiết kế hiện đại thời trang, trang bị tiện nghi đầy đủ, trang bị an toàn tốt trong phân khúc, vận hành linh hoạt và một mức giá rất cạnh tranh. Mazda 2 là một cái tên hấp dẫn cho những khách hàng mua một chiếc sedan hạng B không quá chú trọng đến không gian cabin. Những trang bị tính năng tiện nghi và an toàn của xe không hề thua kém người đồng hương Honda City Top, Toyota Vios CVT đang có giá hơn cả đến 100 triệu đồng. Với những thông tin trên, có thể thấy cùng tầm giá, Mazda 2 sẽ là sự lựa chọn yêu thích cho những người thích xe có giá hợp lý nhưng muốn sở hữu xe có động cơ có sức mạnh lớn hơn. Chọn Mitsubishi Electric hay Mazda 2 còn tùy vào nhu cầu. Mitsubishi Electric dù là xe sedan hạng B nhưng trang bị động cơ 1.2 cho mức tiết kiệm nhiên liệu tốt, phù hợp để đi lại hàng ngày trong phố nhưng sẽ khá đuối sức khi đi trên đường trường. Trong khi đó, Mazda 2 trang bị động cơ 1.5, công suất cao hơn, mức tiêu hao nhiên liệu cũng không quá cao so với Electric, phù hợp với nhu cầu đi lại trong phố và đi đường trường cũng rất tốt. Mazda 2 còn có lợi thế hơn về trang bị tiện nghi, trang bị an toàn tốt hơn đối với đối thủ, giúp cho người dùng cảm thấy thoải mái và an toàn hơn. Bên cạnh đó, hệ thống trung tâm dịch vụ và chi phí bảo dưỡng phụ tùng của Mazda 2 cũng mềm hơn so với Mitsubishi Electric, sẽ giúp tiết kiệm chi phí và thuận lợi cho các công tác sau bán hàng. Tùy vào nhu cầu và sở thích của từng người để lựa chọn một chiếc xe phù hợp, tuy nhiên có thể khẳng định Mitsubishi Electric và Mazda 2 đều là những dòng xe nổi bật trong phân khúc xe hạng B và là sự yêu thích của nhiều người. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.